Hoàng Vi xin kính chào quý vị đang đến với chương trình MV Breaking News Người Việt TV. Hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 5 tháng 7 và kính chúc quý vị có một cuối tuần bình an. Thưa quý vị, câu chuyện về sư Thích Minh Tuệ bây giờ không còn rầm rộ như tháng trước nữa bởi vì hiện nay những tin tức về sư Minh Tuệ như bóng chim giữa trời thẳm hay là tâm cá ở vực sâu là bởi vì quý vị biết là vào tuần vừa rồi, chính xác là vào hôm Chủ nhật, gia đình của sư Thích Minh Tuệ đã gửi đơn báo ra công an và yêu cầu và nhờ chính quyền cũng như là dư luận khắp nơi kể cả thế giới nữa nếu mà biết tâm tích của sư minh tuệ ở đâu thì xin báo dùm xin tìm dùm là bởi vì sư minh tuệ tính cho đến thời điểm này đã mất tích hơn 20 ngày mà bây giờ gia đình không nhận được bất kỳ một cái tin tức nào hết thì đó là câu chuyện về hình ảnh về dấu chân của sư minh tuệ vẫn bạc vô âm tín và làm cho rất là nhiều người hâm mộ ông và theo ông và tin tưởng ông là rất là trong ngóng từng ngày nhưng mà những cái câu chuyện những cái thông tin về những người mà theo dõi ông mà đăng tải lên trên YouTube thì vẫn bị chính quyền xử phạt mới đây nhất vào hôm thứ sáu thanh niên đưa tin là có hai YouTuber một người 32 tuổi và một người là 40 tuổi ở tỉnh An Giang đã đăng tải những thông tin về sư Minh Tuệ và bị chính quyền xử phạt gõ đầu là bị bắt phải nộp phạt là 5 triệu đồng cho mỗi người Họ đăng tải thông tin gì? Họ đăng tải về câu chuyện là ở An Giang á, cụ thể là ở phường Thới Sơn, xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, xuất hiện những cái tảng đá mà có hình dạng như là sư Thích Minh Tuệ. Chỉ vì như vậy thôi mà họ đã bị chính quyền kêu lên phường uống nước trà và phải đóng tiền phạt. Công an tỉnh An Giang quy chụp là những cái video clip này gây hoang mang dư luận và bịa đặt sai sự thật để mà câu view. Và vì họ nói rằng, chính quyền nói là vì hai người này có cái hoàn cảnh khó khăn. Và đây cũng là vi phạm lần đầu cho nên là phạt nhẹ thôi 5 triệu đồng mỗi người. Và tương tự như những trường hợp khác khi mà đăng thông tin và bị chính quyền gõ đầu như vậy á, thì những youtuber đã thừa nhận việc đăng tải thông tin là suy diễn và phải viết cam kết là không tái phạm nữa. Vụ xử phạt diễn ra một lần nữa trong bối cảnh người ta vẫn cứ hoài tin, vẫn cứ chờ tin về hình ảnh về ông Sư Minh Tuệ. Và trước cái vụ mà xử phạt hai youtuber ngày hôm nay, thì vào hồi giữa tháng trước, một người phụ nữ ở Quảng Trị Chắc quý vị còn nhớ trong cái lần đầu tiên mà sư Minh Tuệ mất tích đó, người phụ nữ ở Quảng Trị 49 tuổi cũng bị phạt 5 triệu đồng là vì đã đăng tin câu chuyện cho là ông chủ tịch xã Hiền Thành ở tỉnh Quảng Trị. Ông này có tên là Lê Đức Kim đã có cái hành động là xua đuổi sư Minh Tuệ trong lúc mà nhà sư này đi bộ hành ngang Nghĩa Trang và định là tá túc ngủ nhờ ở nghĩa trang nhưng mà những đoạn video clip đăng lên trên mạng xã hội đó cho thấy là ông chủ tịch xã lê đức kim tay chống nạnh rồi cùng các thuộc cấp lớn tiếng đuổi sư minh tuệ đi trong khi đó xuất hiện trong video clip thì nhìn thấy hình ảnh sư Minh Tuệ vẫn cười hiền và cười hoan hỷ và rời đi chỗ khác. Và thông tin sau đó cho biết rằng là ông phải đi thêm 2 tiếng nữa mới tìm được một chỗ ngủ ngồi trong đêm đó. Những cái video clip này đăng lên trên mạng xã hội và sau đó chính quyền của tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu bà YouTuber này phải gỡ bỏ và đồng thời phạt 5 triệu đồng. Bởi vì nói là đăng tải những thông tin mà gây hoang mang dư luận và bịa đặt như thế này là không có đúng. Đó là câu chuyện về một vị sư đã từng những dấu chân bộ hành đã thu hút rất nhiều những cái sự yêu mến theo dõi và hâm mộ nhưng này một lần nữa đã bật vô âm tín. đó là câu chuyện về Việt Nam thưa quý vị một câu chuyện khác chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị liên quan đến một đất nước ở Âu Á Châu đó là Philippines Philippines và Trung Quốc đang có những cái mối tị hiềm và tranh chấp ở cái vùng biển Nam Hoa trong suốt cái thời gian gần đây và chúng ta biết những cái thông tin mà bên Philippines công bố đó là Trung Quốc ngày càng hung hăng hơn ngày càng hiếu chiến hơn, thậm chí là còn bắn vòi xịt vòi rồng, rồi thậm chí là nổ súng lên những cái chiếc thuyền bên phía Philippines. Vậy mà trong cái bài thăm dò, trong cái cuộc thăm dò mới nhất do tổ chức có tên là First Asia công bố vào ngày hôm nay, họ nói rằng là khảo sát ý kiến của người dân hơn 1.200 người đó, thì họ đều cho rằng họ muốn Philippines và Trung Quốc hãy giải quyết những cái tranh chấp này bằng một cái giải pháp hòa bình, ngoại giao và đặc biệt không muốn Mỹ can thiệp thưa quý vị. Đó là cuộc khảo sát vừa được công bố ngày hôm nay trên 1.200 người trưởng thành ở Philippines như chúng tôi nói và phần lớn những người được hỏi họ cho rằng Bắc Kinh phải đồng ý tuân theo bộ quy luật ứng xử sau khi điều đình với tất cả các nước đòi hỏi chủ quyền lãnh hải trong hầu hết các khu vực ở Biển Đông. 61% muốn Trung Quốc phải rút quân ra khỏi cái vùng biển tranh chấp như hiện nay. Và 49% họ yêu cầu Trung Quốc á, là giải quyết bằng ngoại giao nhưng mà vẫn phải bồi thường thiệt hại từ cái việc Trung Quốc đã hủy hoại những sạn san hô của Philippines. Tuy nhiên, người dân Philippines cũng có cái sự lo ngại. Họ nói rằng giải quyết sao giải quyết. Tốt nhất là ngoại giao là tốt là bởi vì họ không muốn ảnh hưởng tới cái cán cân thương mại giữa hai nước vốn đóng cái vai trò vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế của Philippines. Đó là cái cuộc đó là những cái thông tin liên quan tới vùng tranh chấp giữa Trung Quốc và cái nước láng giềng hiện nay. Và đây cái cuộc khảo sát này nó đánh dấu 8 năm kể từ khi tòa án quốc tế đã yêu cầu là Trung Quốc phải tuân theo luật lệ. Nhưng mà tòa án phán quyết thì phán quyết Trung Quốc không nghe thì đó là chuyện của Trung Quốc. Đó là câu chuyện thứ hai. Trở lại với nước Mỹ thưa quý vị. Nước Mỹ vẫn có những cái tranh chấp và những cái vẫn tranh cãi liên tu bất tận giữa hai ứng cử viên tổng thống là ông đương kim tổng thống Joe Biden và cựu tổng thống Donald Trump. Ngày hôm nay, ông Donald Trump vừa mới đưa ra cái lời thách thức nữa dành cho ông Biden. Ông Trump nói như thế này nè, là chúng ta đã có câu khả trả lời từ cái tay Biden mà vừa tham nhũng mà vừa thiểu năng Bây giờ có dám chơi, hãy có một cái cuộc tranh luận kế đến nữa. Và bây giờ cuộc tranh luận kỳ này á không có cái rào cản gì hết. Không có ai điều phối và chỉ có hai người ở trên sân khấu và nói những cái vấn đề hiện nay về chương trình nghị sự của đất nước trong cái tương lai để cho cử tri được nhìn thấy rõ hơn chân dung của Biden và Donald Trump dám không bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Đó là lời tuyên chiến của ông Trump bởi vì ông đang trong đà thắng thế vươn lên. Sau cái cuộc tranh luận ngày 27 tháng 6 vừa qua đó thì rõ ràng trong các cuộc thăm dò người ta đều cho thấy là ông Trump đã có phần thắng thế đối với ông Biden. Và nó dẫn đến chuyện là ông Trump đưa ra các cuộc thách thức như vậy dẫu cho ngày 10 tháng 9 sắp tới đây sẽ diễn ra vòng tranh luận thứ hai. Những người ủng hộ ông Biden thì đang lo sợ là không biết ông có đủ gỡ gạt từ cái thất bại của vòng đầu để mà đi đến cái vòng thứ hai, chứng tỏ cho cử tri thấy là ông đủ sức khỏe về thể chất và cả cái sự minh mẫn để mà đối phó với ông Trump hay không. Nhưng mà đó là cái lời thách thức mới nhất của cựu tổng thống Donald Trump thưa quý vị. Nhưng mà riêng bản thân ông Trump cũng đang có rất nhiều những cái khó khăn ngay nội tại, ngay trong MAGA, ngay trong đảng Cộng hòa của ông. Đảng Cộng hòa toàn quốc, quý vị biết là ông Trump là không có bất kỳ một trở ngại nào hết. á, Bởi vì con dâu của ông, cô Lera Trump, là đồng chủ tịch của đảng Cộng hòa và đã nhất nhật từ khi đảm nhiệm cái vị trí này. Cô gần như là thay máu, thanh lọc và tổ chức đảng Cộng hòa toàn quốc làm sao đó đều là những người phải trung thành tuyệt đối đối với cựu tổng thống Donald Trump. Cô Lera Trump cũng đã từng tuyên bố rằng từng xu một mà đảng Cộng hòa toàn quốc mà gây quỹ được cũng phải tất cả tập trung về một mối giúp cho ông Trump trên cái con đường vào tòa Bạch Ốc. Nhưng mà bây giờ những ngày gần đây, tờ Washington Post vừa mới công bố vào hôm thứ Sáu một cái bài báo. Họ cho biết là ngay chính trong đảng Cộng hòa bây giờ đang có những cái mâu thuẫn lục đục cụ thể là trong cái sự kiện đảng Cộng hòa toàn quốc sẽ diễn ra là vào ngày 15 tháng 7 sắp tới đây ở Milwaukee, chúng tôi đã đưa tin. Thì bây giờ đang có những cái lục đục, một số những cái áp lực từ bên ngoài, họ nói rằng ông Trump á bây giờ phải cởi mở hơn, hướng về cái phía trung dung hơn, không có quá bảo thủ, đặc biệt là trong cái câu chuyện cấm phá thai mà Đảng Cộng hòa vẫn dương cao ngọn cờ và chỉ trích bên phía Đảng dân chủ á, là cho phép phá thai bừa bãi. Chính vì cái điểm này mà ông Trump đã ghi điểm được với những cử tri cộng hòa và có xu hướng trung dung có nghĩa là không có muốn bảo thủ quá mức không có muốn cấm tuyệt đối hoàn toàn cái lệ phá thai như vậy nhưng mà bây giờ chính những cái tổ chức mà ủng hộ cho cái chuyện là phá thai hoàn toàn họ đang áp lực ông trump họ nói họ muốn là ông trump phải tuyên bố cái chuyện cấm phá thai phải được quy định trong cái luật lệ sắp tới và phải nâng lên cái mức là cả nước chứ không có trao trả về cho cái sự quyết định của mỗi tiểu bang. Họ đang áp lực ông Trump như vậy và bây giờ đang có hai cái xu hướng đang đối chọi với nhau. Tới mức độ mà trong đại hội đảng Cộng hòa toàn quốc sắp tới đây nè, những cái cuộc họp để mà chuẩn bị thì truyền thông, đặc biệt là truyền thông C-SPAN đó thưa quý vị, cũng bị cấm không có được tham gia vào những cái cuộc họp như thế này bởi vì đảng cộng hòa và maga không muốn nhìn thấy không muốn phơi bày những cái mặt trái và cả cái sự lũng củng trong nội bộ tuy nhiên tờ washington post ngày hôm nay nói rằng chính ông trump cũng đang đối diện với rất nhiều những cái sự khó khăn và rất nhiều những cái áp lực liên quan tới một trong những cái vấn đề chính sẽ là yếu tố để mà cử tri quyết định lựa chọn vào ngày 5 tháng 11 sắp tới Đó là câu chuyện và cái khó của ông Trump Tuy nhiên trong 48 giờ đồng hồ vừa qua, ông Trump cũng như những đồng minh của ông đã tấn công tới tấp vào một nhân vật. Không chỉ là ông Joe Biden, vào hôm lễ độc lập, ông Trump đã đưa ra cái lời chúc trên trúc Social và nói là chúc mừng lễ độc lập tới tất cả người dân Mỹ, trong đó có cả Joe Biden như bị nấp nghẹn như một con chó thất bại. Xin lỗi quý vị, nhưng đây là ngôn ngữ của cựu tổng thống Trump. Nhưng mà sau đó người ta nhìn thấy ông Trump cùng với những đồng minh của ông đã tấn công tới tấp nhân vật Kamala Harris người mà bên phía đảng dân chủ đã có bắt đầu một số tiếng nói yêu cầu là bà kamala harris sẽ thay thế ông biden trong cái chặng đua sắp tới ngay cả disney thưa quý vị disney con cháu của disney vừa mới tuyên bố ngày hôm nay là sẽ chỉ tiếp tục rót vốn tài trợ cho đảng dân chủ với một điều kiện duy nhất là ông Biden phải rút lui và bà Kamala Harris tiến lên tuyến đầu. Và chính vì lẽ đó mà bên phía ông Trump và đồng minh đang tấn công bà Kamala. Ông Trump đặt cho bà Kamala một cái nickname mới là Laughing, có nghĩa là họ nói đây là một phó tổng thống tệ hại nhất trong lịch sử của nước Mỹ, không có làm nên cơm cháo gì hết, ngoài cái chuyện cứ cười ha ha suốt mỗi ngày. Và trong một cái đoạn video rò rỉ trên mạng xã hội, người ta nhìn thấy ông Trump ngồi trên chiếc xe đánh golf và nói rằng Kamala Harris thật là thất bại, thảm hại một cách đắt đáng thương. Và ông Trump còn dùng cả từ f -word để nói về cái sự thua sút của bà Kamala. Tuy nhiên, giới quan sát và chính trị nói là ông Trump hãy rất thận trọng. Bởi vì hiện nay, ông hơn ông Biden ở sự trẻ trung và năng lượng dù trẻ hơn chỉ 3 tuổi. Nhưng nếu so với bà Kamala Harris, thì cái yếu tố đó, cái yếu tố trẻ trung, năng động và sắc sảo đó sẽ không thể bằng một nữ Phó tổng thống hiện nay là bà Kamala Harris chỉ mới có 59 tuổi mà thôi. Đó là những cái tranh cãi liên tu bất tận liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trong thời gian sắp tới thưa quý vị. Và cũng một cái cuộc tranh cãi khác liên quan đến một người đã từng là đứng phụ phụ tá cho cựu tổng thống Trump, đó là ông Rudy Giuliani. Trong cái cuộc trong một cái phiên tòa diễn ra ngay trong hôm thứ tư tuần này, ông cựu luật sư và là thị trưởng của New York, người đã vô cùng thành công và có cái sự nghiệp chính trị lẫy lừng trong những cái thập niên trước đây ở Mỹ, là ông Rudy Giuliani và kể từ lúc mà chọn mà đứng phụ tá cho ông Trump về vấn đề pháp lý, gần như sự nghiệp của ông Rudy đã trượt dốc, tính đến ngày hôm nay, ông đang vướng phải một cái món nợ vô cùng lớn là vụ kiện 148 triệu đô la Mỹ mức án phạt mà tòa bắt ông phải bồi thường cho những cái người là giới chức bầu cử của tiểu bang uh, Georgia. Nhưng mà ông Rudy thì không có tiền để trả. Và vì vậy trong cái phiên tòa ngày trong tuần này, ông nói gần như mếu thưa quý vị. Ông kể lại thế này nè, là sau cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, ông Trump kêu ông phụ trách cái nhóm pháp lý. Ông cứ nghĩ rằng tôi phụ trách rồi tôi đi thực hiện những cái chuyện mà tìm ra cái kết quả bầu cử gian lận và xuất hiện khắp nơi thông qua những cái cuộc họp báo và những cái cuộc phỏng vấn trên truyền thông. Nhưng mà cuối cùng đó khi mà ông đưa những cái receipt cho bên phía ông Trump để yêu cầu là thanh toán thì bên phía ông Trump đã không trả một đồng thù lao nào cho ông Rudy Giuliani và số tiền đó lên đến 2 triệu đô la Mỹ. Theo lời ông Rudy khai trước tòa là tôi nhiều lần đòi và xin ông Trump là hãy thanh toán một phần cũng được, nhưng bên chiến dịch tranh cử của ông Trump chỉ trả những cái chi phí những cái chi phí Uh, khác liên quan tới uh, về pháp lý mà thôi. Còn riêng cái tiền mà thù lao trả cho chính bản thân ông Rudy thì tuyệt đối là không. Và chính vì lý do đó mà ông cựu thị trưởng New York nói là mình không còn một cái đồng nào nữa. Và ông này cũng đang gặp rất là nhiều những cái khó khăn khi mà ông vừa bị tòa New York chính thức là tuyên bố tước bằng luật sư sau những cái tuyên bố lãm nhảm mà ông Rudy thường xuyên nói rằng bầu cử năm 2020 là gian lận mà không có đưa ra bất kỳ một cái bằng chứng nào. Và cái điều uh, thảm hại cuối cùng mà chúng tôi xin thưa với quý vị để khép lại chương trình ngày hôm nay. Đó là ông Mike Lindell, chủ tịch chiếc gối êm ái và cũng là một đồng minh vô cùng thân cận với ông Trump và cũng đang gặp rất nhiều những cái khó khăn thậm chí còn nói rằng là tôi chuẩn bị phải phá sản bởi vì không ai còn mua những cái chiếc gối êm ái của tôi nữa ông này cũng từng tuyên bố rằng ông có cả núi bằng chứng về bầu cử gian lận và nếu như ai đó có thể đánh bật lại những cái bằng chứng mà ông đã từng tuyên bố trước đây thì ông treo thưởng 5 triệu đô la Mỹ có người đã chứng minh được rằng những cái bằng chứng này là tào lao và ông Mai Lindell đã không đủ tiền để chi trả cho người đó. Vậy mà vào cuối tuần này, ông Mai Lindell tuyên bố Ông Rudy Giuliani đã bị sa thải, không còn được mời trong để host bất kỳ một chương trình về truyền thông nào hết. Vậy thì tôi, tôi sẽ cho ông Rudy một cái job để ông ấy còn có thu nhập đồng ra đồng vô. Đó là một cái tin tức nghe thì thấy dở khóc dở cười cho những cái số phận, những cái kết cục của những nhân vật đã từng sức trung thành với cựu tổng thống Donald Trump và đi đầu trong cái cuộc chiến cho rằng bầu cử năm 2020 là gian lận nhưng cuối cùng đã kết thúc một cách rất là thảm hại và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại